Minh được Tưởng Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, trúng số giàu thua, đổi đời như ý, xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh được Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh được Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Cá chép hóa rồng, tài lộc ùa về, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch, vận may liên tục kéo tới, trúng số bất ngờ, đổi vận giàu sang, tiền vàng chất như núi, giàu có đến già. Đầu tiên, xét cung mệnh cuộc đời tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 mệnh mộc, tang đố mộc, có nghĩa là gỗ cây dâu. Do mang đặc tính của mộc nên họ là người chăm chỉ, cần cù trong công việc và học tập. Họ hiểu rõ giá trị cũng như tầm quan trọng của tri thức đối với sự nghiệp. Đây cũng là những người có tinh thần xây dựng và hợp tác rất cao. Họ có đầu óc quan sát nhạy bén, cùng khả năng phân tích sự việc một cách sâu sắc. Họ thích suy nghĩ, khám phá. Vì vậy, những công việc thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ sẽ phù hợp đối với họ. Ngoài ra, lĩnh vực nghệ thuật cũng thu hút sự quan tâm của họ. Đa số người tuổi Nhâm Tý mệnh mộc đều có tài, có chí tiến thủ, ham sáng tạo và luôn mang tinh thần đổi mới. Theo lá số tử vi cho thấy, người tuổi Nhâm Tý mệnh mộc là người thời nhỏ gặp nạn trung niên, đủ ăn đủ mặc, thân nhàn tâm khổ, anh em vất vả, họ hàng lạnh nhạt, đều là tự mình làm lấy. Nam nữ tuổi này thường giỏi giang, đây là dạng chuột luôn tiến bộ, hướng tới thành công và rất thân tình. Họ sẽ cố gắng khám phá mọi thứ và tìm ra giá trị sử dụng của hầu hết những thứ họ gặp được. Họ hiểu biết toàn diện về cuộc sống, hoạt động và các hệ thống, làm cho nó hoạt động theo ý mình. Họ có tầm nhìn xa trông rộng và luôn muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao và từ đâu ra. Mặc dù họ khá tự cao tự đại, nhưng vẫn biết chiều lòng và chu đáo với người khác, bởi họ luôn muốn tìm kiếm sự ủng hộ và ngưỡng mộ. Nhìn chung, Nhâm Tý là người rất linh hoạt, có khả năng tùy cơ ứng biến, nên có thể khắc phục nhiều khó khăn, trở ngại, dù có gặp nguy hiểm, nhưng cũng không hề sợ, mà quyết tâm tới cùng không bỏ cuộc. Họ bình tĩnh và tỉnh táo, có trực giác nhạy bén, có tầm nhìn xa cũng như sự tinh tế, mẫn cảm trong chuyện làm ăn, khó khăn chỉ khiến cho tài năng của bản mệnh càng thêm xuất chúng. Người sinh năm Nhâm Tý 1972 mệnh mộc, có ý chí quyết tâm vô cùng to lớn, chỉ cần họ định sẵn một con số về tiền bạc để phấn đấu, dù có phải làm thế nào, họ cũng sẽ cố gắng đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc, chắc chắn sẽ giàu có. Người này có tài kinh doanh, buôn bán, thích cả những thứ đẹp đẽ hoa lệ, song rất hay thay đổi, không kiên định, tiền vận phải vất vả bon chen, khó giành được thành công. Người tuổi Nhâm Tý thường là những người phóng khoáng, vui vẻ, thích và giỏi giao thiệp, họ thích kết bạn, thích hội hè, thích những nơi đông vui, náo nhiệt, họ rất quý trọng những mối quan hệ với mình. Một ông chủ, lãnh đạo tuổi Nhâm Tý luôn quan tâm đến nhân viên của mình. Họ quan tâm xem nhân viên của mình có hăng say không, quan tâm xem nhân viên của mình có ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý không. Khi nhân viên của họ bị ốm, họ ân cần thăm hỏi. Nhưng khi nói đến chuyện tăng lương hoặc giờ nghỉ cho nhân viên hoặc người làm công, thì một ông chủ tuổi Nhâm Tý sẽ khéo léo tránh né, phất lờ rồi quên luôn. Muốn ký hợp đồng với người tuổi này thì bạn phải bàn bạc, đàm phán nhiều lần mới có thể đi đến thỏa thuận. Dưới quyền một ông chủ tuổi Nhâm Tý, nhân viên không thể trễ nãi hay trốn việc được. Ông chủ tuổi Nhâm Tý luôn năng động, tìm ra được bất cứ việc làm vào bất cứ thời điểm nào cho nhân viên. Một người nữ tuổi Nhâm Tý sẽ khiến bạn ngạc nhiên về tính chi li, tiết kiệm, đôi lúc hà tiện của họ. Nhưng nếu đó là vật thật sự cần thiết thì họ không hề tiếc tiền mua,
Bản tính người nữ tuổi Nhâm Tý là luôn giữ sự kín đáo bí mật của mình. Song họ lại là chuyên gia trong lĩnh vực tìm tòi bí mật của người khác. Họ sử dụng bí mật của người khác để đưa người khác vào chỗ chết. Tóm lại, họ không bỏ qua bất kỳ cơ hội thăm dò tin tức nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Đối với mọi vấn đề, họ luôn nắm bắt và hiểu biết khá sâu sắc, tinh tế. Vì người tuổi Nhâm Tý rất chăm chỉ và tiết kiệm, nên họ không ưa những kẻ lười biếng và hoang phí. Họ còn là người luôn kiềm chế, không biểu lộ tình cảm ra ngoài. Cho nên khi nào bạn thấy họ nổi nóng hay vô lễ, thì hẳn là họ đang rất buồn bực. Người tuổi Nhâm Tý thích phê phán châm biến người khác, đôi lúc họ lại quá nhiều lời. Khi mua bán họ có kẻ bớt một thêm hai. Người tuổi Nhâm Tý có trí nhớ rất tốt, họ ghi nhớ từng con người, từng sự kiện xung quanh. Họ thích đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đó. Đây cũng là một thú vui trong cuộc sống của họ. Do đó người tuổi Nhâm Tý dễ trở thành nhà văn, nhà báo giỏi. Người tuổi Nhâm Tý làm bất cứ nghề gì, việc gì họ cũng đều gặt hái được những thành công nhất định. Họ có khả năng khắc phục khó khăn, sáng tạo tùy cơ ứng biến. Họ là người có trực giác nhạy bén, có tầm nhìn xa trông rộng, có năng khiếu kinh doanh. Với người tuổi Tý, khó khăn khiến họ càng trưởng thành. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của người tuổi Nhâm Tý chính là luôn tiên phong, dẫn đầu. Họ cũng luôn muốn mình sẽ là người đứng đầu trong mọi cuộc chơi. Theo quan niệm của người phương Đông, thì chuột còn được coi là biểu tượng cho sự tích lũy và sức khỏe. Vậy vận trình tử vi tuổi Nhâm Tý từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 biến động như thế nào? May mắn, giàu có hay vận hạn ra sao? Mời quý anh chị hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải ngay sau đây. Xét về phương diện sự nghiệp, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi tháng 5 dương lịch của tuổi Nhâm Tý, con đường sự nghiệp được lâm quang trợ sức, phúc tinh cao chiếu, quý nhân phù trợ, thăng tiến cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Con giáp này khá chủ động xử lý những vấn đề còn tồn đọng trước kia, giải quyết được những chuyện khiến cấp trên không khỏi đau đầu trước đó. Thành quả thu về cho con giáp với Nhâm Tý nhận được đánh giá khá tốt từ phía lãnh đạo. Thiên Đức Cát Tinh sẽ luôn ở bên hỗ trợ, giúp cho con giáp này nhanh chóng thoát khỏi trở ngại phía trước. Tất nhiên, năng lực cá nhân của bạn vẫn là yếu tố then chốt, bởi Tỷ Kiên khẳng định rõ lập trường của con giáp này làm gì cũng quyết đoán và dứt khoát vô cùng. Có thể ban đầu bản mệnh vấp phải một số sự ngăn cản chỉ trích, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bằng thành quả mình gặt hái được, tuổi Nhâm Tý chứng minh cho tất cả mọi người không còn nghi ngờ gì về năng lực của bản thân nữa. Thêm vào đó, ảnh hưởng tiêu cực của cục diện tương phá, dấu hiệu kẻ tiểu nhân xuất hiện đã quá rõ ràng. Con giáp này cần phải cẩn thận với những đối tượng tiếp cận với mình, càng là những kẻ nói lời hay ý đẹp thì lại càng dễ đâm sau lưng bạn. Tốt nhất hãy tập trung làm cho tốt các nhiệm vụ của mình, tránh lo chuyện bao đồng, tránh hành xử thiếu suy nghĩ, đắc tội với người khác lúc nào không hay. Khi trong tập thể đang xây sát vấn đề lục đục nội bộ, bạn cũng cần hành xử một cách lý trí, không nên đề cao ý kiến bản thân, hạ thấp quan điểm của mọi người. Hãy học cách nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết phù hợp cho công việc. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Tử vi tuổi Nhâm Tý về mặt tài lộc tháng 5 dương lịch nhắc nhở con giáp này cần phải chi tiêu tiết kiệm thận trọng khi đưa ra những quyết định lớn có liên quan tới tiền bạc, bởi có thể tiền từ túi bạn đi ra nhưng sẽ chẳng thể quay trở về. Bản mệnh trong thời điểm này sống khá lý trí, nhưng con người ai cũng có thể mắc sai lầm. Đừng chủ quan mà lúc giật mình tỉnh ngộ thì cũng đã quá muộn màng. Âm sát hung tinh cho thấy dấu hiệu gian trá, lừa lọc trong lời nói của những người xung quanh bạn. Không phải tất cả mọi người đều đáng nghi, song bản mệnh nên lưu tâm khi có người hỏi vay mượn tiền bạc để tránh vừa mất tiền lại mất cả tình. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó, đừng ngại tìm hiểu và cũng đừng ngại nói lời từ chối khi cần. Hãy học cách nói không. Nếu bạn không muốn mình lúc nào cũng bị người khác lợi dụng trong mục đích riêng của họ, hãy luôn nhìn nhận rõ thực tế trước mắt cũng như năng lực của bản thân mình. Đừng ham làm giàu nhanh, đừng ham thắng thế tới mức làm những hành vi trái pháp luật. Với người làm công ăn lương, có lẽ bạn phải tốn quá nhiều thời gian để giải quyết những rắc rối, nên các kế hoạch chưa tiến triển được nhanh như dự tính. Việc lương thưởng dậm chân tại chỗ là điều đương nhiên. Tuy nhiên, tử vi tháng 5 dương lịch năm 2023 âm lịch cho thấy rằng, tháng này vẫn có cát tinh thiên đức chiếu mệnh, bạn có trách nhiệm với công việc được giao, không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân.
thì vẫn sẽ được lãnh đạo giao cho trọng trách là bản đạt để thăng chức tăng lương. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Phương diện tình cảm có lẽ là một trong những điểm sáng chú ý trong vận trình của người tuổi Nhâm Tý, nhờ các mối quan hệ vợ chồng đôi lứa tốt đẹp mà bạn không còn cảm thấy tiêu cực khi nghĩ về tương lai, thậm chí nhờ đó mà bạn tìm được động lực để tiến về phía trước. Các cặp vợ chồng được ngũ hành tương sinh khiến hai người càng thêm thấu hiểu nhau hơn. Tất nhiên trong cuộc sống không tránh khỏi những lúc va chạm, song hai người không lấy đó làm buồn rầu hay oán trách nhau. Ngược lại, sau mỗi tranh cãi là mỗi một lần hai người hiểu thêm về nhau, từ đó tự điều chỉnh hành vi của mình để trung hòa với đối phương. Nếu gặp phải khó khăn trong công việc, bạn nên tâm sự với người ấy để đôi bên cùng trao đổi và tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất. Thậm chí dù người ấy không thể đưa ra giải pháp cho bạn thì cũng sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu, bớt áp lực hơn. Với người còn độc thân, bạn có thể giới thiệu cho họ một vài đối tượng khá triển vọng. Hãy giữ thái độ tích cực khi tiếp xúc với mọi người để không bỏ lỡ các mối lương duyên một cách đáng tiếc. Mới đầu đôi bên có thể thấy hơi ngượng ngùng khi tiếp xúc với nhau, song nếu đã trò chuyện lâu, bạn sẽ cảm thấy những điểm hay, điểm tốt của đối phương. Cuối cùng là phương diện sức khỏe. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Tháng 5 dương lịch này, tuổi Nhâm Tý không có nhiều vấn đề về sức khỏe. Về cơ bản, bạn chỉ hay lo lắng và căng thẳng do công việc và tiền bạc, chứ không có bệnh tật gì nghiêm trọng. Con giáp này có lúc không cân bằng được cuộc sống của mình, dễ phiền não, ủ rủ vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu, nên tự khiến tinh thần sa sút, trong người có cảm giác mỏi mệt, không được linh hoạt cho lắm. Nên tập thói quen suy nghĩ tích cực hơn, lạc quan hơn, chuyện đã qua thì để cho nó qua đi, chứ đừng tự dằn vặt mình thêm nữa, hãy sống vui tươi và hướng về phía tương lai. Siêng luyện tập thể dục thể thao, vừa để giải tỏa căng thẳng, vừa giúp tăng sức đề kháng. Bên cạnh ấy, nếu sắp xếp được thời gian rảnh, bạn nên tham gia các hoạt động thể thao, các hoạt động tập thể. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn, cơ thể khỏe mạnh hơn, mà còn giúp bạn tạo thêm được các mối quan hệ xã giao, thậm chí gặp gỡ quý nhân của mình. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau. Vậy nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải chi tiết từng tuần từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Để quý mệnh chủ tuổi Nhâm Tý có những kế hoạch phát triển phù hợp. Đầu tiên là tử vi tuần 1, tuổi Nhâm Tý 1972, tháng 5 dương lịch 2024. Theo dõi tử vi tuần của 12 con giáp, tuổi Nhâm Tý được dự báo sẽ là một trong những con giáp may mắn tuần này. Những ngày này chỉ cần nắm bắt cơ hội tốt là có thể nhanh chóng thoát khỏi sự tầm thường, sự nghiệp nhảy vọt, phú quý tự nhiên tăng lên. Ngay từ đầu tuần, bản mệnh đã đạt được một vài thành công bước đầu, công việc đang tiến triển khá tốt. Nếu cứ tiếp tục đà này, thời gian tới bạn còn có thể đón một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, đón nhiều điều bất ngờ trong đó thì sẽ giàu có. Tuy nhiên, những thành tích đó có thể khiến bạn trở nên kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Hãy chú ý hơn với cách hành xử của mình, nếu không bạn sẽ làm mất lòng nhiều người xung quanh, tự gây rắc rối cho bản thân. Phương diện tài chính cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Bạn tìm ra hướng đi mới nên dễ dàng thu hút thêm một lượng khách hàng mới tới với mình, dù có thể hơi vất vả, song bạn vẫn có thể thu được một khoản tiền rủng rỉnh vào tay. Trên phương diện tình cảm, tuổi Nhâm Tý sẽ thích trêu chọc hay giận dỗi nửa kia để được chiều chuộng. Vậy nhưng khi việc này thái quá và không đúng lúc thì có thể gây ra tác dụng ngược, do đó bản mệnh nên quan sát một chút, kẻo gây ra hiểu nhầm không hay trong cách giao tiếp giữa hai người. Quý nhân, Thân, Tuất, tiểu nhân, Mão, Ngọ. Màu sắc may mắn: trắng, vàng. Con số may mắn: 77, 11, 32. Tử vi tuần 2, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, tháng 5 dương lịch 2024. Trong tuần này, người tuổi Nhâm Tý sẽ có những cú bứt phá rõ ràng, gặt hái không ít thành tựu bằng chính sự nỗ lực của bản thân. Tuy vẫn còn gặp phải một vài khó khăn và thách thức, song điều đó không khiến con giáp này nản lòng thoái chí. Nhờ trí thông minh và bản lĩnh của mình mà bản mệnh vẫn hoàn thành và có thể vươn lên, thậm chí trải qua thách thức, bạn còn khám phá thêm được khía cạnh chưa từng biết đến của bản thân. Không chỉ công việc, tình hình tài chính cũng có điểm sáng, nhất là vào thời điểm cuối tuần, bạn đưa ra những quyết định đầu tư chính xác, nên đồng tiền nhanh chóng chảy vào túi,
Thậm chí bạn còn được nhận tiền bằng những trò chơi thử thách vận may, điều mà không phải ai cũng may mắn có được. Con giáp này cũng được tận hưởng niềm hạnh phúc do tình yêu mang đến, mối quan hệ lứa đôi ngày càng bền chặt hơn, bạn luôn được người ấy chăm sóc và quan tâm đến từng phương diện. Khi gặp khó khăn, đối phương cũng sẵn sàng ở bên để truyền động lực cho bạn. Tuy nhiên, hung tinh cũng nhắc nhở bạn chú ý chăm sóc sức khỏe của bản thân nhiều hơn trong giai đoạn bận rộn này. Nếu cảm thấy cơ thể mệt mỏi kiệt sức, có dấu hiệu cảnh báo thì bạn cần phải gác hết công việc lại ngay để đi khám chữa bệnh ngay lập tức. Trong tuần này có những thách thức bất ngờ xuất hiện, cũng là cơ hội để bản mệnh tuổi Nhâm Tý rèn luyện và tiến bộ hơn, thậm chí là chuyển bại thành thắng. Bởi vậy, dù làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng đừng có bi quan, vì những khó khăn trước mắt sẽ qua đi sớm thôi. Tình cảm trục trặc tương đối lên cao, do cô thần tìm đến, nửa kia mang đến cho bạn nhiều buồn phiền và những việc đau đầu. Lúc này bản mệnh cần nghiêm túc suy nghĩ về tương lai xem, người ấy có thực sự phù hợp với mình hay không. Tình yêu tươi đẹp nhưng trách nhiệm trong tình yêu thì không dễ chút nào. Quý nhân, Thìn, Hợi, tiểu nhân, Mão, Tỵ, màu sắc may mắn, đen, vàng, con số may mắn, 27, 64, 73. Tử vi tuần 3, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, tháng 5 dương lịch 2024. Theo tử vi tuần mới, tuần thứ 3 này, vận trình của người tuổi Nhâm Tý là một trong những con giáp may mắn, đón nhận nhiều cơ hội để thăng tiến. Trong công việc mọi thứ đang trên đà phát triển đi lên, với những ai đã có nền tảng tốt, họ có thể nhanh chóng vượt qua những thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, băng băng tiến tới mục tiêu đã định. Vận khí khởi sắc giúp cho người tuổi Nhâm Tý gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng, cơ hội chỉ dành cho những người đã chuẩn bị đầy đủ, muôn việc đủ cả chỉ thiếu gió đông, đó mới là phương hướng đúng đắn để tận dụng tốt vận may trong tuần này. Chính sự thành công trong công việc giúp đường tài lộc của bạn cũng rộng mở. Người tuổi Nhâm Tý sở hữu sự nhạy bén, kinh doanh buôn bán thuận lợi, mọi chuyện suôn sẻ tới bất ngờ. Theo thời gian bản mệnh có thể tích lũy những thành tựu đáng ngưỡng mộ, lưu ý nên biết chi tiêu vừa phải, không vì thu nhập gia tăng nhanh mà lãng phí tiền bạc, dễ tiêu hao vận tài lộc. Thêm vào đó tuần này sức khỏe không được tốt, cơ thể yếu nhược ốm đau, bệnh tật, nếu có bệnh thì bản mệnh nên đi khám sớm. Tránh trường hợp bệnh quá lâu sẽ khó chữa trị, vấn đề này nhất định không được chủ quan. Ở phương diện tình cảm, bạn cũng không nên quá mong đợi, có thể bản mệnh tuổi Nhâm Tý gặp gỡ được một vài đối tượng khác giới, nhưng vẫn chưa rõ ràng mối quan hệ. Các cặp đôi nên quan tâm chia sẻ với nhau nhiều hơn, để cùng nhau thấu hiểu và cảm thông, tránh cảnh mỗi người một suy nghĩ, không biết nói cùng ai. Quý nhân, Dần, Thân, tiểu nhân, Ngọ, Mùi, màu sắc may mắn, trắng, xám, con số may mắn 12, 59, 81. Tử vi tuần 4, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, tháng 5 dương lịch 2024. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết, người tuổi Nhâm Tý cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối diện với những căng thẳng trong cuộc sống. Dù bạn đã ở vị trí vững chắc, lại thêm sự táo bạo mà thương quan mang tới, nhưng cũng chính thương quan gây ra thị phi, rắc rối, bị người khác nhòm ngó. Bản mệnh tính cách mạnh mẽ thận trọng, biết cách xử lý mọi việc theo chiều hướng tích cực. Quan tinh cũng tạo ra sự nóng nảy, có chút cậy quyền cậy thế, nên không tránh khỏi sự lôi thôi. Bản mệnh tập trung cho sự nghiệp. Vận trình tài lộc ở mức độ trung bình, không quá xấu. Quan hệ xã giao gặp thực thần cứu vãn một chút cho tuổi này. Bạn có thể tận dụng sự quen biết giới thiệu từ bạn bè để bắt mối với những người có lợi cho công việc, giúp bạn giải quyết những rắc rối. Đừng từ chối bất cứ cơ hội nào, bởi biết đâu đó sẽ là bàn đạp để bản mệnh tiến xa hơn nữa. Sức khỏe vẫn ổn, nhưng có dấu hiệu của bệnh cảm cúm, viêm họng, sốt virus. Không nên chủ quan cho rằng bệnh sẽ tự khỏi. Khi thấy không khỏe, bạn cần ngay lập tức điều chỉnh chế độ ăn uống sao cho phù hợp, và tốt nhất là nên tới thăm khám bác sĩ để nhận được sự tư vấn chính xác, tránh mua thuốc tự uống. Quý nhân, Sửu, Thìn, tiểu nhân, Mùi, Dậu, màu sắc may mắn, vàng, xanh lam, con số may mắn, 21, 10, 63. Thưa quý vị, phước đức đến từ đâu? Theo lời của Phật dạy, cách tăng phước đức cực kỳ đơn giản, để cả đời bớt khổ. Phước đức có nghĩa là hiền lành, tốt tính, sống biết giúp đỡ mọi người, biết ban ơn và sẽ hưởng được may mắn. Phước đức còn có nghĩa là điều may mắn, do đời đời ăn ở tốt, hiền lành, ban ơn, bố thí để lại cho đời sau,
người ta thường nói là làm phước và ăn ở cho có đức, nghĩa là làm điều tốt, điều lành giúp người trong lúc nghèo khó, hoạn nạn, chính là vật chất tinh thần mà không đòi hỏi một điều kiện nào hết. Ban ơn hay bố thí có nghĩa là cho đi không điều kiện, không mong cầu sự đền ơn, đáp nghĩa nào hết. Đây chính là tạo đức, làm phước. Cách gia tăng phước đức: kiêng sát sinh, chăm phóng sinh. Nếu bạn quy y hoặc tin tưởng theo đạo Phật thì phải có tâm từ bi. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải học cách sống hòa bình với tất cả chúng sinh, xây dựng thói quen sống tốt, giữ cho môi trường sống sạch sẽ và ngăn nắp. Ngoài ra, nên hạn chế sát sinh, giết mổ. Nếu có điều kiện thì nên phóng sinh bất kỳ loại động vật nào bằng lòng thành và cái tâm hướng thiện. Đây chính là dấu hiệu ta đang tự tạo phước cho chính mình. Tụng kinh niệm Phật, tụng kinh niệm Phật, quan trọng nhất là ở lòng thành, nhất tâm không loạn, đừng chỉ theo đuổi số lượng để hoàn thành nhiệm vụ. Kinh tụng niệm, chúng ta phải hết lòng thành kính, có tâm tha thiết chân quý những lời Phật dạy. Nếu không làm như thế, thì tâm ý của chúng ta nó dễ buông lung, rong ruổi theo duyên trần, mà tha hồ tạo tội. Không tà dâm, những nguy hiểm và quả báo của tà dâm thật là đáng kinh ngạc. Những lời Phật dạy của các thiền nhân, hiền triết cổ đại hoàn toàn không phải là lời cảnh báo. Tà dâm là chứng ngại, nghiệp chướng của chúng ta, làm tiêu hao của cải, thân tâm hủy hoại, gia đình tan nát. Cứu người khi họ gặp nạn, khi người khác gặp nạn là lúc họ muốn được an ủi và giúp đỡ nhất. Người xưa có câu, cứu nguy chứ không cứu nghèo. Khi gặp một người khó khăn nghèo khổ, nếu cho họ sự quan tâm về vật chất liên tục, đôi khi lại phản tác dụng và hình thành thói quen lười biếng và tham lam. Tốt hơn hết là nên giới thiệu Phật Pháp cho họ và khiến họ tìm kiếm nhiều điều phước lành cho mình, dẫn họ đi theo con đường chính đạo, lương thiện là đã giúp họ rồi. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.